Tô Lâm chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ Chầu Thiên Triều. Với bất kỳ tổng bí thư nào mới nhậm chức, người dân cũng trông đợi chuyến công du đầu tiên là đi đến một nước khác chứ không phải là Trung Quốc. Tuy nhiên, lần nào cũng như vậy, người đứng đầu đảng dù là ai thì cũng nhớ tới Thiên Triều trước tiên. Có người cho rằng trên thế giới chỉ có 5 nước có Đảng Cộng sản cai trị, thì ngoài những nước này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thăm các quốc gia khác. Tuy nhiên, thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng được phía Mỹ mời sang thăm, mặc dù về quan hệ ngoại giao thì Tổng thống Mỹ phải mời Chủ tịch nước mới đúng. Với vị trí chiến lược nằm cạnh Trung Quốc, Mỹ rất muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, không chỉ giới hạn cho quan hệ về kinh tế. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn cứ ôm chân Trung Quốc và làm lơ tất cả. Cứ như là một nhiệm vụ vậy, khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đắc cử nhiệm kỳ mới, thì người đầu tiên tới thăm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Tập mới vừa đắc cử nhiệm kỳ 3, ông Tập dù khập khiễng nhưng vẫn mang râu đội mũ sang để chào người đầu tiên tại nước ngoài. Phía Mỹ thì hiểu rằng người có ảnh hưởng lớn nhất lên chính sách ngoại giao của Việt Nam với hai siêu cường trên thế giới là Tổng Bí thư chứ không phải là Thủ tướng hay Chủ tịch nước. Nếu ông Tô Lâm ngỏ lời muốn sang Mỹ thì ắt rằng Tổng thống Mỹ Biden sẽ hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu đi Mỹ trước khi sang tàu thì Tô Lâm lại không an tâm, sợ Thiên Triều nổi giận thì rất khó giữ ghế. Nội bộ Việt Nam càng loạn thì Trung Quốc càng được hưởng lợi. Bởi khi loạn, bất kỳ nhóm lợi ích nào đang ở thế mạnh cũng đều muốn giữ vai trò của họ vĩnh viễn. Và muốn giữ ở vị trí cao thì phải chiều lòng Bắc Kinh để tìm kiếm sự hậu thuẫn và có thời gian hơn để đối phó với các thế lực trong nước. Vì sợ mất ngôi báu nên phải bán rẻ quyền lợi quốc gia. Bắc Kinh nhìn thấy rõ điều này nên thường chìa ra những hiệp định bất lợi bắt người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải ký kết. Lần này, ông Tô Lâm tới Bắc Kinh cũng như những chuyến đi trước của ông Trọng sẽ chấp nhận những yêu cầu của họ. Tô Lâm là người muốn loại bỏ những di sản của Tổng Bí thư Trọng, nhưng di sản Chầu Thiên Triều thì ông không thể bỏ được. Đấy là bất hạnh cho đất nước này. Cả Việt Nam và Trung Quốc mỗi lần đại hội diễn ra là Đảng Cộng sản lại lập kế hoạch 5 năm. Trong 5 năm ấy, chính sách lớn không thay đổi, chỉ thay đổi những tiểu tiết cho phù hợp với thực tế. Đặc biệt, chính sách đối ngoại với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định từ các thời kỳ đại hội và người có trách nhiệm cao nhất thực hiện là Tổng Bí thư. Nếu chỉ thực hiện chính sách ngoại giao với Trung Quốc theo nhiệm kỳ thì trong nhiệm kỳ 13 này ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện và ký với Tập Cận Bình hàng loạt văn kiện. Ông Tô Lâm là người kế thừa ông Trọng chứ không phải là bắt đầu một nhiệm kỳ mới, cho nên ông Tô Lâm không cần phải đi Trung Quốc mà chỉ cần thực hiện những văn kiện mà ông Trọng đã ký kết trước đó. Vậy tại sao ông Tô Lâm vẫn quyết định sang thăm Trung Quốc ngay sau khi lên nắm quyền lực tối cao trong đảng? Câu trả lời rất đơn giản trong một từ duy nhất là chầu. Chỉ có bề tôi sang chầu thì mới bắt buộc, nên ai lên cũng phải thực hiện đúng lễ nghi. Còn nếu chỉ căn cứ của mối quan hệ giữa hai đảng, Tô Lâm không cần sang Bắc Kinh gặp ông Tập, mà chỉ cần thông báo với Đại sứ Hùng Ba là ông sẽ tiếp nối những việc mà ông Trọng đã ký kết là đủ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ trá hình, là bề tôi với Thiên Triều, nhưng lại khoác lên vỏ bọc là quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không dại gì thừa nhận việc họ làm sau lưng 100 triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ Chầu Thiên Triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Thêm một tướng quân đội về ban bí thư, Tô Lâm đang tính nước cờ gì? Xem như Tô Lâm đã nắm chắc Bộ Công an, hiện nay Tô Lâm đang can thiệp mạnh vào quân đội. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng kéo hai tướng quân đội về ban bí thư, đấy là ông Lương Cường, đại tướng, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng. Hai nhân sự này rất có khả năng sẽ bị thay thế, bởi Tô Lâm không tin ai ngoài nhân sự do ông ta sắp đặt cả. Hội nghị Trung ương bất thường vừa diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 8, và ông Trịnh Văn Quyết được bầu bổ sung vào ban bí thư cùng với Nguyễn Duy Ngọc và ông Lê Minh Chí. Ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng được chuyển vào ban bí thư, nắm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Vị trí này chắc chắn sẽ là thành viên Ban Bí thư và chẳng bao lâu ông Ngọc sẽ được chính thức chuẩn thuận. Như vậy, trong Ban Bí thư hiện nay có đến 3 tướng. Thông tin cho biết Tô Lâm đang đẩy tướng Lương Cường sang làm Chủ tịch nước với chức danh vô thượng này. Ông Trịnh Văn Quyết là Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Quyết từng là cấp phó cho tướng Lương Cường trong quân đội. Và giờ đây, nếu vào Ban Bí thư, thì ông Quyết chưa biết sẽ được bố trí vị trí xứng đáng nào. Tuy nhiên, đây có thể là một hình thức làm cân bằng với phe công an trong Ban Bí thư. Đáng nói là ông Trịnh Văn Quyết là người Hải Dương, một tỉnh được xem là anh em song sinh với Hưng Yên. Trước đây Hải Dương và Hưng Yên cùng một tỉnh, đó là tỉnh Hải Hưng. Ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm, đã từng là giám đốc công an tỉnh Hải Hưng. Thông tin rò rỉ cho biết Tô Lâm có dự định bố trí con trai của ông ta là Thượng tá Tô Long về làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Đây cũng được xem là tỉnh nhà của gia đình họ Tô. Trên chính trường hiện nay cũng có hai tỉnh được tách ra từ một tỉnh và đều có lực lượng rất mạnh ở Trung ương Đảng. Đấy là Nghệ An và Hà Tĩnh. Cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây. Hiện nay cả hai tỉnh này đều có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và mỗi tỉnh có đến hai ủy viên Bộ Chính trị. Một mình phe cánh Hưng Yên hẳn không thể tìm đâu ra vài chục ủy viên Trung ương Đảng và 4 ủy viên Bộ Chính trị như liên minh phe Nghệ Tĩnh cho được. Ông Tô Lâm đem làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, điều chắc chắn là những quan chức có gốc Hưng Yên được nâng đỡ mà quan chức gốc Hải Dương cũng được hưởng lợi theo. Nếu nâng đỡ cả Hải Dương và Hưng Yên, rất có thể Tô Lâm sẽ đủ nhân sự cùng phe để đưa vào Ban Bí thư và nắm quân đội. Với việc Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, hiện nay Hưng Yên có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị. Mới lên nắm chức cao nhất trong Đảng, Tô Lâm đã không thể thay máu một lần mà phải làm từ từ. Sau khi quyền lực đã được củng cố vững chắc thì mới mạnh tay. Cho đến bây giờ vẫn còn đất sống rất nhiều người thuộc nhóm lợi ích khác cần phải tranh thủ, nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội cho họ nữa. Hải Dương thì chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào, nhưng số ủy viên Trung ương Đảng cũng khá đông. Trong đó có thể kể ra như Bùi Văn Cường, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Văn Quyết, Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Dân vận Trung ương. Nếu kết hợp nhóm Hải Dương và Hưng Yên với Hưng Yên nòng cốt, thì phe của Tô Lâm sẽ trở nên đông hơn rất nhiều. Tô Lâm mới lên nắm quyền chưa bao lâu mà đã có đến 2 kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng để bố trí lại nhân sự. Sự đấu đá ở thượng tầng trở nên khốc liệt hơn, và đó là lý do khiến nhiều cuộc họp bất thường trong thời gian qua đã diễn ra. Nhân sự sẽ thay đổi rất nhanh. Có thể họ không chỉ đánh để chiếm ghế cho chính vị trí của Đại hội 14 và sau 16 tháng nữa, mà họ còn đánh để cho những chiếc ghế y như vậy, nhưng dành cho những vị trí bây giờ. Có lẽ Tô Lâm cũng đang muốn xây dựng bộ khung Hưng Yên, làm nòng cốt và Hải Dương với vai trò hỗ trợ. Cũng rất có thể chính trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ là những trận chiến giữa Hải Dương và Nghệ Tĩnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thêm một tướng quân đội về Ban Bí thư, Tô Lâm đang tính nước cờ gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de